Ý chết, có gì vậy thằng ông nội? Trời đất ơi, chú Tư ơi, 2 giờ rồi, thôi con về nha, em, anh về nha. Mấy cái thằng sợ vợ vậy không đó. Chú Tư biết tánh vợ con rồi, nó ghen là nó cắt. Một cái là tiêu luôn chú Tư ơi, thôi con về nha chú Tư. Thôi về đi mày. Thôi, giờ này 2 giờ bà ngủ rồi, thôi đi vô ngủ. Đi đâu mà bây giờ mới về đây? Anh đi mần. Mần cái gì? Thì mần ăn với mần gì? Mần ăn gì mà tới 2 giờ sáng mới về? Mần ăn xong cái sẵn tiện anh ghé vô anh uống. Uống gì? Anh uống cà phê. Hồi chiều á, anh định ra khơi mà sóng gió lớn quá trời đi. Cái anh dẫn xe anh đi về. Mới đi có khúc là bể bánh xe. Mà bể bánh xe cái gặp chú Tư. Cũng lại là ông Tư nữa. Chú Tư ông rủ anh đi uống cà phê bạc chuyện mần ăn mà. Cà phê ôm chứ mần ăn cái gì. Trời ơi là trời. Cà phê ôm gì mà có 5.000 một ly. Rồi ôm được khúc nào em. Thôi tin anh đi em. Dễ gì tôi tin. Sao mà buồn ngủ quá, thôi anh đi ngủ nha. Ngủ gì, đứng lại nghe tôi hỏi nè. Hỏi gì nữa vậy trời. Chịu chưa? Nhưng mà làm ăn thì lo làm ăn, ông mà lén phén là tôi cắt, biết chưa? Cắt hoài hả?